thì nó sẽ scan cho anh em và nó sẽ hiển thị sóng ở sóng của những cái có những cái sóng lạ nào nó sẽ hiển thị lên đây. Thì anh em biết trong cái quãng sóng này là cái tần số nào là anh em không thể đặt được vào. Chào anh em nhá. Hôm nay tôi giới thiệu với anh em một cái bộ mic nó cực kỳ đặc biệt, và bộ mic này chuyên dùng cho những anh em đi show. Cũng như các bạn đã biết là tôi cũng luôn tìm hiểu những cái khó khăn, những cái khúc mắc hay là những cái trở ngại mà khi anh em đi làm anh em gặp phải. Và chính tôi thời gian trước đây tôi cũng đã gặp phải khi tôi đi làm show. Mic rất hay mất sóng, mặc dù mic sóng rất khỏe nhưng mà đi đến một vùng nào đó mic gần thôi cũng mất sóng rồi chập chờn. Dù mic hay đến đâu mà sóng chập chờn thì cũng không thể sử dụng được. Vậy cho nên là hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cái bộ mic có thể giải quyết được tối đa cái việc đấy cho anh em. Đó là một bộ mic có những cái chức năng đặc biệt và tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây. Và trước tiên thì để giới thiệu được cái chức năng đó thì tôi phải unbox cái bộ mic này trước đã, để giới thiệu với anh em trước đã nhé. Thì bộ mic này có tên là bộ mic G Audio GA800 nhá. Bộ mic này thì rất là nặng, hộp này rất là nặng, rất nặng. Trong hộp thì mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy ngay đây là cái hộp mic này. Hộp mic thì nhà sản xuất đóng gói rất là đẹp, chỉn chu và hoàn thiện từ những cái giấy ni lông gói luôn. Thì anh em có thấy nó sự khác biệt so với những cái bộ mic thông thường không ạ? Từ những cái giấy bọc của cái hộp micro luôn thì cũng thấy nó rất là ok rồi. Đây nó rất là vừa nhá. Anh em phải tháo nó, nếu mà một cân muốn nó không rách túi thì anh em phải tháo nó rất là cẩn thận ạ. Đây là diện mạo của cái bộ mic này nhá. Tí nữa mình sẽ cắm điện lên và mình sẽ giới thiệu những cái chức năng và những cái đặc biệt của nó sau. Thì bộ mic này về cơ bản thì kiểu dáng thì cũng rất là đẹp. Đây là hai núm, núm này là những cái núm chúng ta có thể điều khiển đa chức năng nhá, xoáy, bấm. Đó. Và phía đằng sau thì gồm sẽ có hai cổng out riêng biệt của mic A và mic B và một cổng out chung cho cả hai mic. Rồi là bốn anten, độc lập có bốn cái bộ tiếp nhận sóng ở trong này chứ không phải là một cái anten câu ra hai như những cái mic kia đâu anh em nhé, theo đường dây bán thịt chó đâu không phải, cái này nó sẽ có bốn bộ nhận sóng ở trong này luôn. Rồi thì đây là xong đến cái hộp thu, thì đây là cái tay phát hay gọi là tay mic đây ạ, G Audio nhá. Và kiểu dáng này thì nó khó có thể trộn lẫn được với những cái mic khác, những cái mic khác mà kiểu dáng nó rất là ok, rất là đẹp. Đây là mic G Audio. Thì mình sẽ lấy cái tay mic này ra và đây là anten, mình cũng sẽ lấy đục anten ra này, tay mic này, nguồn. Đó. Trong đây sẽ có chống lăn này, có pin này, pin rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ ghim nguồn cho cái bộ mic này nhá. Đây là cái cục nguồn và cục nguồn này thì màu trắng thôi nhưng mà nó rất là khác biệt so với những cái cục nguồn khác, nặng và hoàn thiện rất là đẹp nhé. Cục nguồn này của hãng Ficom nha anh em nhé, của hãng Ficom. Gắn anten này. Thì mình xin giới thiệu cho các bạn biết những cái nút chức năng ở đây. Thì điều đặc biệt đầu tiên ấy, thì cái bộ này thì nó cũng có cả option cho các bạn chọn là mic cầm tay và có cả body đeo mic cài tai luôn. Thì nó nếu ở đây nó có biểu tượng ở đây, nên là nếu mà anh em dùng cái body về để dùng mic cài tai ấy, thì anh em bấm vào nút này. Còn nếu mà dùng mic cầm tay thì anh em bấm nút dưới, nó sẽ hiện cho anh em cái option để chúng ta chọn lựa là dùng cái thể loại mic gì. Đó là điều đặc biệt đầu tiên, khác biệt đầu tiên. Điều thứ hai nữa là những cái chức năng này thì ở phiên bản mic này sẽ có hai phiên bản, một là tiếng Anh, hai là tiếng Trung. Thì chúng ta sẽ xoáy xuống dòng thứ 5 là dòng chọn ngôn ngữ và chúng ta bấm vào thì chúng ta xoáy sang theo chiều kim đồng hồ là sang bên English, nó sẽ là tiếng Anh đó. Và tiếp theo nữa là những cái chức năng ở trên đây thì nó sẽ có preset này, preset đó. Preset là chúng ta sẽ chọn group sóng này, chọn channel thì những cái banh sóng ở dưới nó sẽ nhảy theo.
Đó, đấy là preset nhá. Tiếp theo ở dòng thứ hai là dòng tuning. Dòng tuning thì chúng ta có thể chọn từng tần số nhỏ lẻ một. Đó, thì là dòng tuning là dòng thứ hai. Tiếp theo dòng thứ ba là dòng scan frequency, tức là cái dòng này nó, cái bộ mic này nó sẽ tự scan cho anh em cái khoảng sóng mà bộ mic này nó hoạt động. Thì trong cái khoảng sóng đấy, cái tần số nào mà nó tốt nhất, tần số nào mà không bị vướng bận những cái tần số của những cái phát sóng khác, thì nó sẽ đặt cho anh em cái tần số nó vào chỗ đấy. Thì đây là scan, thì nó tự scan nhé. Đó, nó sẽ tự scan cho anh em ra một cái tần số nào nó sạch nhất trong khu vực, mình có thể nói cho dễ hiểu là sạch nhất trong cái khu vực bạn đang hoạt động nhá. Rồi, đến cái phần đặc biệt nữa, tiếp theo đến cái phần đặc biệt nữa là phần spectrum. Cái phần spectrum ở đây thì nó được ứng dụng của những cái phần mềm của những cái mic nổi tiếng như là Shure. Thì những cái mic Shure và những cái mic Sennheiser đời cao nổi tiếng ấy mà xịn á, thì nó sẽ có phần mềm nó quét ở trên máy vi tính. Thì chúng ta sẽ cắm những cái mic đấy, là chúng ta sẽ cắm dây mạng vào phía sau của cái bộ micro và chúng ta sẽ quét. Nhưng cái mic này nó được tích hợp sẵn luôn vào cái màn hình hiển thị này luôn. Màn hình hiển thị này thì rất là rõ nét, nó không phải là màn hình như những cái mic số cố định thông thường. Cái màn hình là màn hình TFT. Đó, thì chúng ta sẽ chọn vào chức năng là spectrum. Ở đây thì nó sẽ scan cho anh em và nó sẽ hiển thị sóng ở sóng của những cái, có những cái sóng lạ nào nó sẽ hiển thị lên đây. Thì anh em biết trong cái quãng sóng này là cái tần số nào là anh em không thể đặt được vào, tức là nó đang có một cái sóng xấu ở những cái thiết bị khác nó đang chèn vào. Thì cái việc nguyên nhân chính của cái việc mà mic nó mất sóng ấy, thì là do những cái sóng lạ, sóng không phải do của bộ micro nó chèn vào, chèn ngang vào, thì nó sẽ gây ngắt quãng cái sóng của giữa hộp thu và tay mic phát. Đó, dẫn đến cho anh em là có những chỗ thì anh em mic nó rất là đảm bảo, rất là xa, nhưng có những chỗ thì anh em chỉ cần 1m, 2m thôi là mất sóng rồi. Thì cái chức năng đặc biệt này nó sẽ làm cho anh em điều đấy. Và mình sẽ làm thử để cho anh em xem. Thì hiện tại nó scan ở đây rồi thì không thấy một cái sóng nào trong cái giải tần số của nó đang hoạt động cả. Thì bây giờ mình sẽ bật một cái tay mic lên thì các bạn sẽ nhìn rõ, nó sẽ hiển thị một cái sóng lên đây. Đấy nhá, thì đây là cái tay mic của mình chưa bận, mình tắt đi nhá. Đó, mình sẽ tắt cái tay mic này đi này. Đấy, như anh em nhìn thấy này, ở đây trên màn hình không hiển thị một cái sóng nào. Không hiển thị một cái giải sóng nào nó đang hiển thị trên màn hình. Và đây mình sẽ bật thử một cái tay mic này lên để cho anh em thấy là nó khi nó có sóng thì nó, cái mic này nó nhạy như thế nào, nó phát hiện sóng được như thế nào nhé. Đây mình bật lên này. Tần số sóng đây là tần số là 641.600 nhé. Và mình có thể di cái banh này về điểm chỗ đấy để cho anh em biết chính xác là cái 641, cái tần số này nó đang, sóng này đang hiển thị là 641.600 nhé. Đây này, cái cao nhất này này. Đó. Đây, anh em nhìn thấy cái cao nhất đây không? 641.700 này, 641.600 này. Đây là cái tần số cao nhất là cái mic nó đang thu. Đấy, đây là anh em nhìn thấy cái sóng mic không? Mình tắt đi là anh em sẽ nhìn thấy ngay là nó sẽ tắt, nó sẽ mất cái cột sóng đấy nhá. Là cái mic này nó chính xác, nó phát hiện sóng chính xác như thế nào và tần số nó hoạt động chính xác như thế nào nhá. Đó, anh em bật lên. Đấy, anh em thấy không? Bật lên là nó sẽ hiện sóng này. Thế cho nên là ở trong cái khi anh em đi làm ở một cái môi trường mà anh em cần sự an toàn, anh em vào cái phần spectrum này, anh em có thể nhìn thấy rõ là những cái tần số nào sóng nó đang không phải sóng mic của mình mà nó đang có nguy cơ nó chèn vào, thì anh em sẽ tránh cái khu vực đấy ra. Và ở đây cái nút vặn này, anh em có thể cứ nhìn thấy cái mũi tên nhỏ ở dưới này, anh em có thể chọn đưa đến, ví dụ có một cái tần số sóng nào nó đang xấu, nó đang hiển thị ở đây, thì anh em có thể vặn cái này để đưa cái mũi tên này đến, anh em sẽ biết chính xác cái tần số sóng đấy là tần số sóng là bao nhiêu, thì anh em đặt cái tần số mic nó tránh cái chỗ đấy ra là ok, mic an toàn. Đó, thì đây là tay mic nha anh em nhé. Đây là bộ mic. Và mình cũng xin giới thiệu luôn cái option thứ hai, đó là cái body. Thì mình cũng sẽ lấy để cho giới thiệu đến anh em luôn. Đây nhá, xin giới thiệu với anh em, đây là cái body. Và đây là cái đeo tai nhá. Đeo tai. Và các bạn biết là cái đeo tai này nó khác biệt rất là nhiều. Mình là người sử dụng rất là nhiều những cái mic đeo tai và của các hãng, nhưng mình chưa thấy cái mic nào nó sản xuất được cái mic mà cái đeo tai mà nó dễ chịu như cái này. Khi anh em điều chỉnh cái độ rộng hẹp của tai người sử dụng ấy, thì nó cũng rất dễ. Đó, thì cái tai này, cái khung này nó rất mềm, rất là dễ chịu. Đó, đeo tai, đeo lên tai này và anh em điều chỉnh cái độ rộng hẹp của cái đeo này rất là dễ và nó rất là mềm nhá. Mà cái cần để đưa về miệng thì nó cũng rất là dẻo mềm. Đó, và chắc chắn luôn nó mềm như thế này thì anh em có đung đưa nó cũng không phát ra tiếng. Đây là cái đeo tai nhá. Còn mình xin giới thiệu luôn. Đó, backup cho anh em một cái bông đi kèm nữa luôn. Còn đây là cái body nhá. Body để đeo ở
sau lưng nhá. Đó, đây là body này, làm rất chắc chắn. Body này, audio. Đây là chỗ để lấy pin ra. Cái này nó có cái cơ chế là giữ, chứ nó không phải lùng la lùng liềng, giữ rất là chắc luôn. Đóng vào, khóa vào. Khi anh em gạt ra thì nó bật ra. Anh em nhét pin vào đây thôi, đóng vào. Rồi tiếp nữa là có một cái đặc biệt hơn nữa ở cái bộ mic này, là anh em có thể dùng camera của anh em quét vào cái QR code ở đây thì anh em sẽ biết cách sử dụng của cái bộ mic này toàn bộ luôn. Nó sẽ hiển thị cho anh em đấy, user. Anh em sẽ quét cái camera vào đây, camera và QR code này để xem cái hướng dẫn sử dụng của cái bộ mic này nhá. Đó, thì hiện tại là cái bộ mic này mình đang phân phối độc quyền tại Việt Nam, và bộ mic này hiện tại đang rất là mới và những cái chức năng của nó rất là ưu việt. Anh em có muốn tìm hiểu hay muốn trải nghiệm thì anh em cứ liên hệ với BOS Music Center nhá. Rồi, xin chào anh em.